Xin chào tất cả các bạn, xin chào các bạn và chúc cho các bạn có một ngày thật là tuyệt vời. Tôi là Nội Hà và tôi là người tạo ra cái chương trình Inside Sharing mà các bạn đang xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ cho chương trình, đã xem những video tôi làm. Và trong cái mùa dịch Covid ấy, thì tôi và bà xã mới quyết định là chúng tôi sẽ kết nối với chuyên gia trên toàn cầu. Chúng tôi sẽ mời gọi họ vào tham gia những cái buổi chia sẻ, những buổi phỏng vấn để cho mọi người thấy được cái hành trình của họ. Trở thành một cái chuyên gia nó đẹp như thế nào, nó trải qua những cái cung bậc là cảm xúc thăng trầm lên xuống, làm sao để có được cái ngày hôm nay. Bởi vì sau lưng của một người thành công là một mớ những cái vết sẹo, mà chúng ta chỉ nhìn thấy cái sự hào nhoáng của sự thành công đó, nhưng ít người nhìn thấy được cái vết sẹo. Thì làm sao chúng ta có thể thấy được cái vết sẹo đó, làm sao thấy được những cái bài học đó, làm sao áp dụng những cái bài học đó trong cái hành trình phát triển và lớn lên của mình á, để mình tới một ngày biết đâu mình cũng trở thành những ông này bà kia, đúng không các bạn? Và các bạn xem cái video này, tôi nghĩ là các bạn là người muốn trở thành ông này bà kia, các bạn muốn trở thành giỏi hơn, các bạn muốn trở nên đặc biệt hơn, nên các bạn muốn xem những cái video để phát triển bản thân mình như vậy. Ok, thì hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện là cái may mắn nó đến từ đâu, may mắn từ đâu mà nó có. Có nhiều người nói là may mắn đến là do là phước phần ông bà cha mẹ để lại, đúng ý. Cái phần đó chúng ta không kiểm soát được, đúng không? Lỡ như ông bà cha mẹ sống không ổn thì sao, vậy là chúng ta không có phước, không có phần cái đó. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có thể làm được cái gì để cái may mắn nó đến với cuộc đời của mình, ok. Thì bà vợ tôi hay kể với tôi một câu mà tôi rất là thích nghe, đó là không có công thức cho cái sự thành công. Mỗi người đến với thành công là một cái hướng đi khác nhau, không phải là giống như những cái hợp chất hóa học, không phải là gạo mà bỏ vô cái nồi cơm, bỏ mực nước như thế nào, ấn nút ra làm sao đó thành cơm chín là thành công. Không có cái công thức như vậy. Và cái thành công của một người nó sẽ định nghĩa khác với một người khác, cho nên cái success, thành công là gì nó không giống nhau nữa cơ. Nhưng mà có sẽ luôn luôn có một cái công thức cho sự thất bại. Nếu mà chúng ta lười biếng, chúng ta nhát, mà chúng ta ăn chơi từ lưa hạt dưa dạng như vậy, thì cái sự thất bại là inevitable, nghĩa là nó là hiển nhiên, rất khó để mà chúng ta có được một cái sự thành công bền vững, mà rất dễ chúng ta có sự thất bại, gọi là thất bại toàn tập bền vững, đúng không? Đó. Thì cái may mắn đến từ đâu? Nó liên quan tới câu chuyện hôm nay tôi ngồi với một cái anh này là bây giờ mình gọi bằng anh là bởi vì anh lớn hơn mình vài tuổi, nhưng mà thật ra anh là ngày xưa là dạy cho tôi tiếng Anh trước khi tôi đi du học. Và anh sinh ra lớn lên cái vùng đất Hội An của ngày xưa, mà lại đất ở Hội An mà ở quê của Hội An nữa, nghĩa là rất quê, không được may mắn nữa, là mẹ mất sớm, rồi ba thì làm cái nghề là vá xe nuôi anh ăn học. Đó. Thì anh mới kể là trên hành trình của anh ấy, nó có quá nhiều cái thứ may mắn. Anh ăn học, anh có công ăn việc làm, anh nỗ lực ra tiết kiệm từ đồng từ xu như vậy đó, và đem cái tiền tiết kiệm đó gửi về ngược lại cho ba để cho em nó đi học. Em đi học rồi lại ép em nó phải ráng đi học để vô đại học, ép em mới vô đại học để học ra trường đi làm, bây giờ lại mua nhà mua cửa, có con có cái, có gia đình dạng như vậy đó. Thì anh mới nói là cái may mắn đó nó đến từ cái việc đó là phải ráng làm, các bạn, ráng làm cho bằng được, ráng nỗ lực cho bằng được. Và trên cái hành trình nỗ lực đó, tự dưng nó sẽ kéo lên cái cuộc đời của anh những con người mà nó cái vũ trụ tuyệt vời của vũ trụ này, nó là như vậy đó, nó kéo đến cho cuộc sống của bạn những con người mà họ sẵn sàng, họ chìa tay giúp đỡ khi bạn cần. Bởi vì sao? Bởi vì họ nhìn thấy được con người bạn, họ nhìn thấy sự nỗ lực của bạn, họ nhìn thấy cái là cái sự tuyệt vời trong cái việc là bạn cố gắng để giúp cho cái gia đình mình vượt khó vượt khổ, giúp cho gia đình mình nó trở nên tốt đẹp hơn, no ấm hơn đó. Cho nên là họ sẽ sẵn sàng chung tay để làm một cái điều gì đó tốt đẹp. Ai mà chả muốn làm cái điều tốt, đúng không các bạn? Kể cả người xấu họ cũng muốn được thế giới nhìn nhận họ có một cái điểm nào đó vẫn còn cái phần người, vẫn còn cái phần tốt, đúng không? Đó, anh kể là trong cái lúc mà nghèo khổ như vậy đó, thì tại sao anh lại có một cái người gọi là ba mẹ nuôi, ba mẹ nuôi là bởi vì hôm đó là anh biết một chút của tiếng Anh, đang uống cà phê trong Hội An, thì có hai cái người nước ngoài đi vào cái quán cà phê, thì cái tính gọi là anh gọi là cái tính tào lao của anh ấy, thấy người lạ đi vào quán cà phê mà thấy chủ quán đông bận thì anh mới kéo hai cái ghế ra mời người ta ngồi rồi mới hỏi họ muốn uống thử cà phê gì, giới thiệu họ cà phê Việt Nam dạng như vậy, rồi xong cùng thanh toán luôn cái tiền cà phê Việt Nam đó.
Đó là mãi từ những năm 97, 98 tới bây giờ là gần 30 năm rồi. Gần 30 năm rồi. Nhưng mà từ cái việc mà anh kéo cái ghế đó, bây giờ anh lại có cái người, có hai người bạn, hai cái người đồng hành, hai cái người hỗ trợ anh trên cái hành trình lớn lên phát triển của anh, của con anh, của gia đình anh. Cho 30 năm. Ngày xưa anh nhận được cái sự giúp đỡ và bây giờ anh lại người người ở cái vị trí là giúp đỡ ngược lại cho người ta, bởi vì người ta ở nước ngoài, người ta đã retire, là nghỉ việc rồi, đã nghỉ hưu rồi, không tiền không bạc nhiều rủng rỉnh những cái thời còn đi làm, thì anh lại gửi tiền ngược lại qua bên kia để cho họ tiêu dùng. Lâu lâu anh gửi cho một ít, lâu lâu anh gửi cho một ít, dạng như vậy để thể hiện cái lòng biết ơn của anh đối với họ trong cái giai đoạn mà anh đang còn khó khăn, còn nghèo, và họ là người chia tay ra giúp anh không một lời, không một lời hỏi là tiền đó mày làm những cái việc gì, và họ biết anh sẽ sử dụng tiền đó cho những cái mục đích đúng đắn. Thì tôi mới nói với anh á, thật ra là anh nói là chữ may mắn, nhưng mà tôi phản biện lại một chút, tôi nói là cái may mắn nó đến bởi vì cái đầu tiên là anh chịu làm cái việc đó đã. Anh chịu bỏ ra cái thời gian này, anh chịu bỏ ra cái nỗ lực là đem hai cái ghế cho người ta này, anh chịu trò chuyện với người ta này, anh chịu bỏ tiền ra mời người ta ly cà phê, hai ly cà phê không bao nhiêu tiền đối với chúng ta bây giờ, nhưng có thể cái thời đó anh sinh viên đó, hai ly cà phê đó trong cái một cái hoàn cảnh khốn khó như vậy á, đó là something, nó là cái gì đó, có thể một vài người cũng sẽ có thể đắn đo, còn anh á, đắn đo xong kêu kệ mời người ta đi không sao hết, cái sự cho đi đó, đó là thứ tạo ra được cái may mắn cho cái hành trình phát triển của anh sau này. Ngồi trong cái sân golf, hai anh em ngồi nói chuyện với nhau, có bà vợ tôi nữa, và ngồi nói chuyện rất là vui, để nhìn thấy được một cái hành trình mà thăng trầm lên xuống để bây giờ có những cái gì mà anh đang có của ngày hôm nay. Đó là kết quả của một cái hành trình nỗ lực vươn lên. Đó là kết quả của một cái hành trình mà lúc nào cũng cho đi. Và bạn nhớ nha, cái việc vươn lên, cho đi, tất cả mọi thứ nó đến từ cái gì? Đến từ cái việc là chúng ta phải chủ động làm cái điều đó. Anh chủ động làm cái việc kết nối, anh chủ động làm cái việc mời, anh chủ động bỏ cái thời gian của anh ra để giới thiệu về cà phê, giới thiệu về cái quán đó, anh chủ động bỏ thời gian của anh ra để kéo hai cái ghế, bỏ cái công sức của anh ra kéo hai cái ghế để cho người ta nhìn thấy một cái nét đẹp của người Hội An, mà không toan tính là cái việc đó sẽ cho anh được cái gì hết. Cái sự không vụ lợi đó, cái sự không toan tính đó, cái sự trong trẻo đó, đó là cái thứ làm cho cái hành trình của anh nó khác biệt. Cái khó của ngày hôm đó, cái khó của thời gian đó, rồi nó cũng qua để chào đón những cái đẹp, những cái tuyệt vời, những cái thành tựu mà anh có của ngày bây giờ. Và tôi cảm ơn cuộc sống cho tôi cái cơ hội gặp được những con người tuyệt vời như vậy, để mình thấy là quanh mình có bao nhiêu con người tuyệt vời, quanh mình có bao nhiêu câu chuyện hay, quanh mình có bao nhiêu thứ mà mình phải ngưỡng mộ, mình phải học để mình tiếp tục có một cái niềm tin về cuộc đời tươi đẹp này, có một cái sự cố gắng để phấn đấu tiếp tục nữa, tiếp tục làm lan tỏa những cái việc tốt đẹp nữa. Câu hỏi của tôi dành cho các bạn của ngày hôm nay á, là đối với các bạn, thành công đến từ đâu, cái nỗ lực đến nó giúp như thế nào, và cái may mắn là bạn tạo cho bạn bằng cách nào để bạn, cuộc đời bạn có một cái hành trình nó tươi đẹp. Ok, cảm ơn các bạn coi cái video này và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp. Hy vọng các bạn sẽ lan tỏa đến nhiều người để nó được đến với nhiều người hơn, để chúng ta cùng nhau có những giai đoạn để mà suy ngẫm thử xem thử là chúng ta tạo ra may mắn cho cuộc đời của chúng ta như thế nào. Ok, tạm biệt.